Không, thì là hôm nay con cái từ lớp 84 chủ đề của con là lãnh đạo, còn câu hỏi chính của con là làm thế nào để bạn pha trọng tài lãnh đạo đội bóng rổ lớp 84 hoàn toàn chung kết. Giới thiệu môn học 7 khái niệm toàn cầu. Thứ nhất là công dân toàn cầu, thứ hai là sự bền vững, thứ ba là đưa ra quyết định, thứ tư là lãnh đạo, thứ năm đổi mới, thứ sáu hợp tác, thứ bảy là kết nối. Em chọn khái niệm lãnh đạo bởi vì em có kỹ năng lãnh đạo chưa tốt và em muốn cải thiện nó bằng cách làm bài chương trình này. Thông tin chương trình chính của em hôm nay là lãnh đạo là gì, thứ nhất là lãnh đạo là gì, thứ hai là thế nào để lãnh đạo một nhóm tốt, thứ ba là như thế nào là một đội trưởng bóng rổ tốt, thứ tư là thế nào bạn để bạn phát trọng tài lãnh đạo đội rổ lớp 84 vào vòng chung kết. Thứ nhất, lãnh đạo là gì? Người lãnh đạo là người xác lập hướng đi, hoạch định một tầm nhìn đầy cảm hứng và tạo ra một cái gì đó mới. Tuy nhiên, trong khi đặt ra một phương hướng, họ cũng phải sử dụng các kỹ năng quản lý để hướng dẫn đội nhóm của họ về đích một cách trơn tru và hiệu quả. Hai là thế nào để lãnh đạo một nhóm tốt. Người lãnh đạo đã tốt phải có những yếu tố sau: một, tạo ra một tầm nhìn đầy cảm hứng về tương lai; hai, thúc đẩy và truyền cảm hứng cho nhân viên tham gia với tầm nhìn đó; ba, quản lý việc phân bố tầm nhìn trung thành các mục tiêu chức năng; bốn, huấn luyện và xây dựng đội ngũ nhằm đạt hiệu quả hơn trong đạt được tầm nhìn; thứ ba, như thế nào là một đội trưởng bóng rổ tốt. Thứ nhất là biết kết hợp với những thành viên trong đội bóng; thứ hai là có những kỹ năng lãnh đạo một đội tốt và biết truyền cảm hứng cho đồng đội; thứ tư là có những chiến thuật hay và khó bị đối thủ bắt bài; thứ tư là thế nào để bạn phát triển tài lãnh đạo đội bóng 84 được vào trận chung kết. Thế là bạn tài có khả năng lãnh đạo tốt, chơi bóng rổ tốt và được đội tuyển bóng rổ của trường. Bạn tài đọc được chiến thuật của đội bạn sau hiệp một và tìm cách làm điểm mạnh của đội bạn lúc đi. Bạn tài có khả năng giảm nhịp độ của trận đấu khi có lợi thế và khi đội bạn quá sung. Bạn tài thì đưa ra những quyết định đúng đắn trong trận đấu. Không chỉ có bàn tay xuất sắc mà cả đội phải có tinh thần đoàn kết và lắng nghe của các bạn trong đội. Sau môn học con học được những điều là công dân toàn cầu là gì, 6 bước đưa ra quyết định, làm thế nào là người lãnh đạo tốt và làm thế nào để làm việc chung nhóm hiệu quả. Một thông tin của con là